Xin chào bạn, với máy giặt Samsung mà bạn muốn thực hiện nguyên chế độ vắt thì bạn sẽ thực hiện như sau nhé. Bấm bật nguồn một lần này. Ở đây thì các bạn lưu ý đây là ba cái chương trình giặt giặt xả vắt. Bây giờ chúng ta sẽ tắt bỏ hai cái đèn giặt và xả để nguyên cái đèn vắt là cái đèn quay quay này thôi. Thì bằng cách là ở đây, đây chính là giặt, đây là xả, đây vắt này. Ở đây đang hiện là 18 phút thì các bạn phải bấm mất cái đèn này thì ở đây nó sẽ mất đèn nhé. Đây là chúng ta đang muốn tắt bỏ chế độ giặt và tắt bỏ chế độ giả để thử nguyên vắt của máy giặt Samsung thì làm như sau. Máy đời mới thì nó sẽ như thế này. Đấy, mất ở đây và đây mất rồi. Bây giờ còn chương trình xả và vắt thôi. Xả cũng làm như vậy. Đấy. Ở đây thì vắt thì các bạn lưu ý là ở đây thì nó sẽ có chương trình là 1 phút này, 3 phút, 5 phút, 7 phút, 9 phút. Mặc định của nó sẽ là chủ yếu 5 này thì tổng thời gian vắt của nó là 16 phút. Tuy nhiên là nếu mà bạn muốn vắt được dài hơn, vắt được lâu thời gian hơn thì để quần áo nó khô hơn á thì chúng ta sẽ bấm vào đây lên 7 hoặc lên 9. Nếu mà 9 phút vắt thì nó tổng thời gian sẽ là 20 phút, 1 phút. Ví dụ mình đang để 21 phút nhá, mình sẽ bấm bắt đầu. Và cái đồng này nó sẽ bắt đầu vắt. Để mà vắt được mà không lỗi của máy á, thì thông thường nếu mà giặt từ đầu thì không nói. Tuy nhiên là nếu mà bạn chút quần áo vào á, thì có thể nó sẽ bị lệch lòng. Có thể là quần áo nó sẽ xô sang một bên thì cái này nó vắt ly tâm vắt hình tròn này mà nên là nó sẽ cạnh một chiều nào đó thì máy nó sẽ báo lỗi thì bạn phải san lại quần áo là được, là ok các bạn nhá. Chờ một lúc thì máy nó sẽ vắt này. Ở đây nó đang chớp chớp này là thời gian nó đang bắt đầu chạy để vắt rồi. Đấy là cái quá trình để thực hiện cái để chọn cái chương trình vắt của máy giặt Samsung, cái dòng máy Inverter dòng như trong video bạn đang xem nhá. Bây giờ thì đúng ra nếu mà có quần áo mà có nước á thì máy nó đang xả nước ra cái đường xả đằng sau. Tuy nhiên là vì bây giờ mình đang thử nên là nó không có nước xả. Nhưng chúng ta cứ chờ một tí. Đấy, thời gian nó nhảy này. Sắp quay đấy, nó bắt đầu lục đục rồi. Nếu mà quần áo bị lệch hoặc là cái nắp này chưa đóng hết thì máy nó cũng không vắt nhé. Đấy, như vậy là máy nó bắt đầu thực hiện quá trình vắt rồi. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.